đã biết bao năm không quay về mái trường, mà sao vẫn thấy luôn quen thuộc những bước chân đi ngang qua từng góc sân. Vẫn còn đây ký ức xưa, nghĩ tới bao nhiêu bạn bè rời mái trường, mọi người đang hướng theo một mơ ước. Còn anh nhớ trước đây cùng đến lớp mỗi ngày, cùng ngồi lắng nghe lời thầy cô, bồi hồi từng hàng phấn trắng, bồi hồi bài học năm xưa. Nhìn lại hàng ghế đá bỗng nhớ những lúc ta ôn bài, từng giờ kiểm tra cứ mong sao rồi sẽ qua, để được vui chơi, để được hát ca. Bồi hồi một tà áo trắng, bồi hồi nụ cười trong veo nhẹ nhàng ngập hôn ta, và từng ngày ta thêm nhớ. Chợt ta thấy vui khi nghĩ lại từng phút giây, một thời không quên, một thời vô tư, tuổi học trò. Nghĩ tới bao nhiêu bạn bè rời mái trường, mỗi người đang hướng theo một mơ ước. Còn ai nhớ trước đây cùng đến lớp mỗi ngày, cùng ngồi lắng nghe lời thầy cô, bồi hồi từng hàng phấn trắng, bồi hồi bài học năm xưa. Nhìn lại hàng ghế đá bỗng nhớ những lúc ta ôn bài, từng giờ kiểm tra cứ mong sao rồi sẽ qua, để được vui chơi, để được hát ca. Bồi hồi một tà áo trắng, bồi hồi nụ cười trong veo nhẹ nhàng ngập hôn ta, và từng ngày ta thêm nhớ. Chợt ta thấy vui khi nghĩ lại từng phút giây, một thời không quên, một thời vô tư, tuổi học trò. Bồi hồi từng hàng phấn trắng, bồi hồi bài học năm xưa. Nhìn lại hàng ghế đá bỗng nhớ những lúc ta ôn bài, từng giờ kiểm tra cứ mong sao rồi sẽ qua, để được vui chơi, để được hát ca. Một thời không quên, một thời vô tư, tuổi học trò. Nữ đến lớp đến từ lớp 12 E, bạn nữ xinh đẹp đến từ lớp 12 E để mở màn cho chương trình buổi lễ ngày hôm nay. Cách đây 25 thì mình mơ ước được mặc áo dài này, nhưng mà chưa có áo dài để mặc. Sau 25 thì bây giờ mới được mặc. Và để mở màn cho chương trình văn nghệ, mình xin tặng đại biểu và các bạn một bài hát Tuổi học trò, sáng tác của Minh Kỳ và Dạ Cầm. Quay về kỷ niệm lúc còn học,
thầm gọi tên. Vui say xưa mái trường yêu bên và bao kỷ niệm thấm thương khó quên. Bấy giờ kỷ niệm xuân về.
9699. Chúng ta hãy cùng kết nối và nhớ sống xứng đáng cho nhau. Hãy cho các đội bóng đá nam của chúng ta ngày hôm nay. Và các bạn tham gia bóng đá nam đâu rồi? Chúng ta không chào tay đâu. Chúng ta sẽ trao giải từ lên cao hay từ cao xuống thấp anh nhỉ? Trao giải từ những người được nhiều nhất. À thế à? Vâng, xin mời anh. Bây giờ sẽ là giải cho các bạn được giải khúc thích. À, chợ kim cương của chương trình lên trao giải nhân, trao giải cho hẳn 3 đội. Chúng ta có tận 3 đội được nhận giải đấy ạ. Hòa Chung cùng nhịp đập, bạn Thành đã tài trợ cho chương trình giải bóng đá của chúng ta. Rất trân trọng cảm ơn bạn. Cảm ơn bạn Thành đã đồng tài trợ cùng với chương trình, đồng hành cùng với lớp 12A tổ chức thành công giải. Xin cảm ơn lớp 12A và bạn Thành lớp 12A đã cho chúng ta một giải bóng đá vô cùng đặc sắc ạ. Và chúng ta sẽ trao giải 3. Giải 3 và chúng ta có các bạn đến từ lớp H và lớp B, đại diện của hai lớp ạ. Lên nhận giải ạ. Đại diện của lớp H, đại diện cho lớp 12A lên trao giải cho. Vâng, xin trân trọng kính mời bạn. Xin cảm ơn tinh thần thi đấu của hai đội lớp H và lớp D ạ. Gần nhất ạ. Gần nhất. Thưa các bạn, là đây là một đội tuyển mà tôi phải nói rằng là chúng tôi rất tiếc, bởi vì chúng tôi chỉ thua mỗi cái đội này thôi. À thế à? Lớp 12A chúng tôi thua mỗi đội này thôi, nhưng mà các bạn lại lớp K có khẩu hiệu là gì nhỉ? Slogan là gì nhỉ? Lớp nào đây? Lớp K slogan là gì? Nói lên không để cho nó. Tôi đang nói đến giải nhì. Lớp P, xin mời đại diện của lớp P. Bạn Hội lớp 12A sẽ thay mặt ban tổ chức trao giải cho lớp 12B ạ. Xin trân trọng kính mời bạn. Tôi xin một tràng pháo tay ạ. Xin một tràng pháo tay dành cho đội bóng tranh giải nhì của chúng ta. Một tràng pháo tay. Không biết là chúng ta bóng đá xin cảm ơn các bạn lớp P. Bây giờ tôi sẽ nhường cái phần long trọng nhất, đẹp đẽ nhất cho người bạn rất là xinh đẹp của tôi ở đứng ở đây. Xin mời bạn Lan, bạn sẽ công bố. Thực ra là rất là hồi hộp và tôi vừa nói là slogan của lớp K là gì. Thôi mời bạn đọc trước khi tôi đọc giải thưởng, như bạn đã không đọc. Và
ban tổ chức cho bài nhạc Liềm Tin Chiến Thắng ạ. Ban tổ chức ạ. Sau đây trong thời gian chờ nhạc chúng mình tạo dáng đi. Không sao. Chiều thì bạn được ghi được nhiều bàn nhất, đương nhiên không phải là tôi mà là đúng rồi ạ, không phải là anh, đúng rồi, với anh không tham gia đấu đâu mà là bạn Tâm của lớp 12K. Xin chúc mừng bạn Tâm và xin mời nhà tài trợ Kim Cương bạn Thành của chúng ta. Xin mời bạn Thành lớp 12K lên trao giải ạ. Thành lên. Xin cảm ơn bạn ạ. Vâng, xin trân trọng cảm ơn hai bạn ạ. Vâng, xin một lần nữa xin trân trọng cảm ơn. Sớm hơn dự định nhá, thế là thể hiện là tinh thần về với hội khóa ạ. Xin một tràng pháo tay và xin ghi lại những bức ảnh cho chúng tôi ạ. Vâng, chúng ta với đây xin chào, vâng, xin cảm ơn các bạn một lần nữa. Xin thay mặt các bạn là đến dự với cả chương trình của chúng ta còn có đại diện của trường Nguyễn Thiện Thuật đến dự. Xin giới thiệu với các bạn, mình là Nguyễn bạn Nguyễn Thị Hồng Hạnh, trưởng ban liên lạc khóa 9699 của trường Trung học phổ thông Nguyễn Thiện Thuật. Bây giờ là Nguyễn Trung học phổ thông Nguyễn Thiện Thuật, rất vui là hôm nay được đến đây để giao lưu với các bạn, rất là xúc động. Cuối cùng là chúc hội khóa của chúng ta thành công tốt đẹp. Đây là đại
cho đội khóa chúng tôi cảm ơn những cái tình cảm rất đẹp và sự tham gia của các bạn. Lớn xin cảm ơn và xin mời các bạn xuống giao lưu cùng với cả chúng tôi. Vâng, tiếp một lần nữa thay mặt ban tổ chức chúng tôi xin cảm ơn trưởng ban tổ chức và ban liên lạc của trường Nguyễn Thiện Thuật ạ. Và tiếp theo xin mời chương trình, anh Hội sẽ có một bí mật dành cho hội khóa của chúng ta. Có một bức tranh rất đẹp ở trên này, xin kính mời anh Hội ạ. Tôi nhận được một bức tranh rất là đẹp do chính tay của một trong các bạn lớp chúng ta, khóa của chúng ta đã vẽ lên. Bức tranh vô cùng ý nghĩa, đây là ngôi trường của chúng ta cách đây 20 năm và tôi nghĩ là bạn nào sở hữu được bức tranh này thì thực sự là quý giá đấy ạ. Xin một tràng pháo tay để chúng ta bắt đầu chương trình đấu giá. Thưa các bạn, là mục đích của việc đấu giá bức tranh này là toàn bộ tiền bán được bức tranh này sẽ được đưa vào quỹ khuyến học của trường phổ thông Trung học Ân Thi, giúp cho các em sẽ có nhiều điều kiện tốt hơn để mua sách vở, quần áo và những thứ giúp đỡ cho việc học hành được tốt hơn. Chính vì vậy, chúng tôi rất là mong muốn nhận được cái sự tham gia và ủng hộ của các bạn khác để tham gia vào đấu giá bức tranh này. Vâng ạ, giá khởi điểm của bức tranh là 100.000 đồng ạ. Và bây giờ tôi xin mời các cá nhân và tập thể chúng ta tham gia chương trình đấu giá để hấp dẫn hơn ạ. Tôi trả giá 500.000. Vâng, bạn Thành đã trả giá hẳn gấp 5 lần giá khởi điểm, 500.000. Bây giờ xin mời xin mời bạn Hồng ạ. Bạn giới thiệu luôn ạ. Từ lớp 12 giá 1.500.000. Vâng, bạn trả giá gấp 3 lần bạn vừa nãy. Số tiền của bức tranh đã lên 1.500.000 rồi ạ. Vâng, xin mời các bạn khác ạ. Nhiều bạn khác và nhiều lớp khác nữa chúng ta giơ tay để chiến dịch đấu giá. Bạn Thành và bạn Hồng đã trả giá rồi, bây giờ ai trả giá nhiều hơn? Bạn Huy lớp 12 giá đang là 1 triệu rồi. Các bạn tiếp tục đi. 2 triệu, bạn Huy trả 2 triệu rồi. 2 triệu rồi ạ. Và chúng ta tiếp tục ạ. Lần lượt đúng không anh? Vâng, lần lượt. Trả giá 2.500.000. 2.500.000 rồi, tiếp theo ạ. Tiếp theo. Các bạn cố gắng giới thiệu tên thì càng tốt, nếu mà giống tên thì thôi. Tên vào lớp ạ. Đây là 5 triệu. Tuấn 12B hẳn 5 triệu. 5 triệu đấy ạ. Vâng, cảm ơn bạn Tuấn. Tôi nghĩ là 5 triệu chưa dừng lại đâu, bức tranh đẹp như này 5 triệu chắc chỉ đủ tiền mua quà thôi. Các bạn có bức tranh như thế này là thật sự là ý nghĩa đấy ạ. Một bức tranh lại của chính bạn của mình vẽ nữa mà mình còn chưa biết bạn đấy là ai. Vớ vẩn, có khi là tôi. Các bạn đang tập trung ăn quá. Xin mời các bạn nhìn lên sân khấu xem bức tranh của chúng tôi và trả giá tiếp đi ạ. Bên kia có trả giá tiếp không? 5 triệu lần thứ nhất. Bức tranh này rất là đẹp và tôi nghĩ rằng là hình như tôi nhìn thấy vài cái cầu khoảng 5.500.000. 5.500.000 đấy bạn Thành, cái số lẻ như thế đó ạ. 5.500.000 đồng, 500.000 đồng nữa thôi. Các bạn nhìn kỹ bức tranh của chúng tôi ạ. Đây, bức tranh này là 6.999 đấy ạ. Vẽ bằng màu nước và theo tôi biết vẽ bởi chính các bạn ở trong khóa của chúng ta. 6 triệu. Bạn lớp B đang trả tiếp là 6 triệu. Còn ai nữa không ạ? Ai muốn tham gia đấu giá bức tranh ý nghĩa này của chúng tôi? Bạn nào đấu giá thêm nữa không? Thực ra là tôi thèm rượu lắm rồi. 6 triệu lớp B rồi ạ. Chương trình của chúng ta. Ê! Bạn Thành! Bước 6 bạn Thành ngắn dần rồi. Bước 6 ngắn dần rồi. À đây là anh. 7 triệu à? 10 triệu. Bạn giới thiệu thêm nhé. 10 triệu ạ. Ôi 10 triệu đến từ lớp 10 này hát là. Lớp 10 này hát. Hiểu lần thứ hai. Thầy thắng giơ tay, cả các bạn thắng chua đau hơn. Vâng, là kính các cựu học sinh ở trường thi. Lời đầu tiên này có lẽ phải phát biểu như này. Đây là một thành công. Và đây chính là hình ảnh của Ân Thi được lan tỏa trong mọi miền Tổ quốc. Thay mặt cho nhà trường, thế là cảm ơn. Và xin chúc các cựu học sinh của khóa 1996-1999. Bác xin thay mặt cho chúng em. Thứ hai, ban tổ chức có đặt cái chương trình bức tranh nhật về giá trị chúng ta biết rồi. Đây là toàn bộ giá trị sản phẩm của khóa chúng ta gửi gắm vào đây. Và bức tranh này dù có đấu giá thế nào thì đấu giá, nhưng chắc chắn bức tranh này sẽ đặt ở tại phòng truyền thống của nhà trường. Đây là bức tranh đánh giá một cái sự phát triển của nhà trường, cũng như đánh giá quả một khóa của chúng ta không phải là 20 năm
đây là cả một đời người học ở tại Andy để có bức tranh này. Và chúng ta chỉ làm được sự kiện này thôi, chứ mà làm được thứ hai rất là khó, không bao giờ đủ thuốc được như này đâu ạ. Nhưng mà đây gắn là của cả khóa chúng ta, và bức tranh này được trang trọng ở phòng truyền thống. Như vậy giá trị của nó là vô giá. Thế và ai muốn chúng ta ở đây thì theo tôi nghĩ này, tiền không là quan trọng, cái quan trọng là giá trị. Giá trị là quả tập thể. Rồi ai tham gia kể cả một đồng, chúng ta đã tham gia đấu giá thì nên bỏ nó vào một cái quỹ, và quỹ ấy sẽ là tập trung để làm một việc gì đấy có ích cho nhà trường. Đã tham gia tức là sẵn sàng, thì dù có thể được hay không được nhưng chắc chắn bức tranh này sẽ nằm ở phòng truyền thông, chứ không phải là một cá nhân nào cả. Theo tôi nghĩ là vậy. Như vậy giá trị nó là rất cao, chứ không phải giá trị của một người nữa, mà giá trị là cả tập thể chúng ta là vào khoảng là vài trăm triệu học sinh về. Nên vậy đó là vô giá, không có gì định giá được bức tranh này. Theo tôi nghĩ vậy. Một lần nữa thay mặt tất cả các bạn ở đây cảm ơn thầy. Và sau đây chắc chắn là như thầy đã nói, bức tranh này các bạn mua được nhưng các bạn sẽ có một chỗ gửi vĩnh viễn, đấy là phòng truyền thống của nhà trường. Chính vì vậy 10 triệu chắc chắn không phải là chỗ cuối cùng. Ai giả thêm? Chỗ nào? Bên kia chưa muốn. Xin mời bạn Thành ạ, bạn Thành có phải đã cấm được giơ cánh tay lên nhá. Vâng, xin mời bạn. 11 triệu. Ông Tài, bà Thành trả một bên kia sẵn sàng trả gấp 5 lần kia kìa. 20 triệu. Gấp cả 20 triệu. Xin chơi mà, nhất cơ mà. 21 triệu. 21 triệu, rất là đấy. Tôi đại diện lớp E 26 triệu. Đội này là mua bằng được. Vẫn có 1 triệu thôi, ông trả đi. Xuống đây uống à. 21 triệu lần thứ nhất. 21 triệu lần thứ hai. Lớp K giả 25 triệu. Lớp K tiếp tục 25 triệu. 26 triệu rồi mà. 30 triệu. 31 triệu. 30 triệu.31 triệu hoặc là ai mang tôi chén rượu lên đây. Vâng ạ, 33 đúng không? 33 triệu rồi ạ. Ba ba triệu. Bên kia vẫn đang thảo luận. Bên kia đang thảo luận. Lớp ca tinh thần đồng đội đó ạ. Tới đây xóa đi. Xóa. Lớp ca, tôi cho một phút để lớp ca được. 33 triệu lần thứ ba. Lớp ca đã được dành tặng cho bạn Thành lớp 12 ạ. Chiến thắng thuộc về bạn Thành. Bức tranh này là tập thể lớp. Bức tranh này là tập thể lớp 12. Tập thể lớp 12 ạ. Vâng, xin mời đại diện của nhà trường là thầy Thắng. Vào phòng truyền thống của nhà trường thì xin mời thầy Thắng. Xin mời thầy Thắng. Xin mời thầy Nguyễn Đức Thắng chúng ta lên. Xin mời thầy Thắng lên nhận. Nhận bức tranh ý nghĩa này ạ. À. À, sau đây được giới thiệu bạn Thành đại diện lớp E, bạn có ý kiến phát biểu. Tôi đứng xem bức tranh. Thưa thầy, thưa tất cả các bạn yêu quý. Mình xin thay mặt lớp E là lớp E mua bức tranh này với giá 33 triệu. Và xin thêm để tròn 50 triệu nữa để đưa vào quỹ khuyến học của nhà trường. Nhờ thầy nhận giúp. Vâng, xin cảm ơn lớp E. Trước mắt là cái buổi tối ngày hôm nay còn là nhận nén, đúng không? Để toàn bộ học sinh của chúng ta đây là chứng kiến một cái sự kiện đấu giá, một cái bức tranh. Và đây bức tranh không phải là của lớp E nữa, mà bức tranh là của tập thể khóa 1996-1999. Nhưng gọi là gánh chân một tí thôi. Thế còn ngày mai chúng ta vẫn phải công bố là lộ trong cả toàn bộ hội nghị ngày mai có các thầy các cô chứng kiến là bức tranh này đã được giá và trị giá như vậy, đúng không ạ? Và bức tranh ở đây chúng ta phải nhớ lại đây là toàn bộ cái tâm của cả khoán đã gửi gắm trong bức tranh này, và đây đặt ở trang trọng trong cái phòng truyền thống. Khi chúng ta trở lại nó bây giờ là 20 năm, nhưng có thể 50 năm và tới 70 năm ta làm một việc như vậy để nhìn bức tranh này, thì có lẽ bức tranh này giá trị không phải 50 triệu bây giờ nữa, mà có thể nhiều hơn nữa, đúng không ạ? Vâng, xin cảm ơn ạ. Vâng. Xin phép các bạn, mình được làm một cái việc như thế để khóa 96-99 mình có một cái kỷ niệm với nhà trường, với các thầy cô. Xin cảm ơn các bạn. Vâng ạ, thay mặt ban thể lớp 12 và ban Thành ạ. Vâng, xin được. Trước hết là thay mặt cho nhà trường thì có lẽ là đây mới là ân thi, đúng không ạ? Hình ảnh của chúng ta là ân thi và đang phát triển, và tại thời điểm này đây là thời điểm vàng mà nhà trường đang đón nhận. Cũng báo cáo với các thầy học sinh, trong 2 năm vừa rồi thì năm 2018 thì cũng là nguồn từ các cựu học sinh và đồng chí Nguyễn Văn Phóng
đang là chủ tịch ủy ban nhân tỉnh Hưng Yên sẽ tài trợ và cấp nguồn kinh phí, chúng ta ông đúng là đã có định hướng và cấp nguồn kinh phí chúng ta xây phòng truyền thống duy nhất bằng nguồn kinh phí nhà nước tại tỉnh Hưng Yên, trong đó có trường Ân Thi. Và trong năm 2019 thì đồng chí cũng đã cấp một nguồn kinh phí là 2 tỷ để phục vụ cho việc sửa chữa, xây dựng cơ sở vật chất phục vụ cho dạy học. Đây là một nguồn kinh phí rất là lớn, tức là đều là tâm huyết của các cựu học sinh đang hướng về nhà trường. Đấy thì đấy là một cái thông tin để các cựu học sinh ta nắm bắt được và ta tiếp tục chung tay để tiếp tục hình ảnh của trường Ân Thi chúng ta tiếp tục là lan rộng hơn nữa. Vâng ạ, xin trân trọng cảm ơn ý kiến của thầy Nguyễn Đức Thắng ạ. Và bây giờ nguồn từ đâu ạ? Và xin mời anh Hồi ạ. Tranh này do ai vẽ? Nhưng mà nghe đâu là cô bạn gái xinh đẹp của tôi phối hợp cùng với một họa sĩ nổi tiếng mà tôi cũng không biết tên. Vâng ạ, đây rồi đây ạ. Tranh này. Vâng, đây là tâm huyết rất lớn của tôi và một anh họa sĩ ạ đã mang tới cho chương trình ạ. Và xin là chúng ta hãy dành một tràng pháo tay rất là lớn cho tác giả của đồng tác giả tranh này. Vâng ạ, đồng tác giả tôi sẽ chỉ là đồng tác giả của bức tranh ý nghĩa này thôi ạ. Vâng, xin cảm ơn. Xin cảm ơn tấm lòng của lớp 12E và xin cảm ơn thầy Nguyễn Đức Thắng đã nhận tấm lòng từ của tôi và của một anh họa sĩ ạ. Vâng, xin cảm ơn. Và bây giờ không thể chờ đợi hơn được nữa, chương trình dành cho bạn nữ của chúng ta Trình Vũ chương trình thời trang ạ. Trang phục thể thao. Xin... Oh,
và cũng muốn gửi tới một bài hát, vừa là gửi tặng các cái thầy cô cũng như các bạn. Xin hỏi lớp A ngồi đâu ạ? Và em xin hát gửi. Thank you.
Việt Nam ơi, Việt Nam hát mãi lên Việt Nam ơi.
Nghệ nhân guitar
rất là nổi tiếng mà tôi cũng chưa biết tên. Vâng ạ, thì... anh Trung ạ. Vâng, anh Trung. Vâng, anh Trung ạ. Và thứ nhất là xin giới thiệu anh Trung, nghệ nhân guitar của vâng chúng ta. Vâng ạ, cảm ơn anh ạ. À, xin cảm ơn anh đã bớt chút thời gian về đây với cả bọn em. Vâng, xin một tràng pháo tay gửi tới vâng. Nghệ sĩ guitar anh Trung của chúng ta. Vâng, xin anh cho vài cái lời. Cái kỷ niệm của mọi người rất là vui và cũng làm cho mình cảm thấy trẻ lại được cả chục tuổi. Thực sự bây giờ cũng không biết nói gì hơn nữa, thì có là cũng cố gắng hết. Guitar và organ. Vâng ạ, xin mời. Áo. Bài gì? Bài gì không chuẩn bị trước. Cho tin nhạc anh ơi. Anh ơi, cho nhạc bài nào cũng được, remix đi. Yeah, ok. Mặc dù lúc chiều là tập đi một hàng nhưng bây giờ thì hai hàng rồi đấy. Thank you.
nhạc công cho bài lối tay lớn ạ.
lạy đẹp lắm, Trường Sơn đông nhớ Trường Sơn Tây. Trường Sơn Tây anh đi thương em, thương em bên đấy mưa nhiều con đường mà gánh gạo, mũi bay rừng già cho dài và tay áo hết rau rồi em có lấy mang đâu. Còn em đưa mây bay anh mùa đông, nước ve là đưa mây đèn đá, im lòng anh say miền đất là chắc. Ta đã biết đâu, quên rồi con đi, dành nơi đất của một con.
có ý kiến ạ. Đại diện cho ban tổ chức là trao giải nhất cho lớp 12G. Mời thầy Vinh và các bạn lớp đoàn đi nhận giải. Trao giải trình diễn trang phục thể thao ấn tượng cho lớp B. Vâng ạ, xin mời lớp B 2B nhận giải từ anh Thành và ban tổ chức ạ. Bạn nào đại diện nhỉ? Vâng ạ, quà tặng của chúng ta là được tài trợ bởi anh Thành lớp 12A và anh Thọ lớp 12G ạ. Xin mời, cảm ơn trân trọng, kính mời anh Thành và anh Thọ ạ. Vâng ạ, anh Thành đã mang một sản phẩm đến từ công ty anh sản xuất ạ, đó là chuyên về mỹ phẩm ạ. Bạn nào có nhu cầu về chăm sóc sắc đẹp thì liên hệ với anh Thọ ạ. Xin cảm ơn ạ. Số điện thoại thì xin mời các bạn liên hệ ban tổ chức và tôi luôn đi ạ. Vâng, xin cảm ơn hai bạn đến từ lớp B ạ. Và bây giờ chúng ta sẽ nhận giải cho chị hát E, G, K. Tôi xin mời bổ sung cả 7 lớp ạ, đều là duyên dáng hết ạ. Bởi vì đây là chương trình dành cho các bạn nữ nên là chúng ta sẽ trao giải ạ. Các em mời lớp B bạn diện biện đại diện lớp D. Ra đây được không? Có